Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sau 4 năm, chính quyền tăng hỗ trợ đất vườn rau Lộc Hưng thêm 4 triệu đồng một mét vuông. Ngày 13 tháng 11, AFA tiếng Việt cho hay, vườn rau Lộc Hưng, chính quyền tăng mức hỗ trợ thêm 4 triệu đồng một mét vuông đất, dân vẫn chưa đồng ý. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về việc tăng mức hỗ trợ cho người dân vườn rau Lộc Hưng có đất canh tác. Nếu đồng ý, sẽ triển khai chi trả trong tháng 12 và bắt đầu xây dựng 3 ngôi trường học ở vị trí này. Tuy nhiên, người dân tiếp tục phản đối. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 11 đưa tin, dự án sắp được triển khai gồm trường mầm non Sơn Ca, trường tiểu học Hùng Vương và trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi được xây dựng trên phần đất hơn 5 hectare thuộc vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình. Hình ảnh bài trên AFA. Đây chính là khu đất mà chính quyền địa phương đã cưỡng chế và san phẳng các ngôi nhà, vườn tược của hơn 100 hộ dân vào đầu năm 2019 gây xôn xao dư luận. AFA cho biết dự thảo phương án hỗ trợ của dự án tăng mức hỗ trợ ban đầu từ 7.055.000 đồng một mét vuông lên 11.250.000 đồng một mét vuông cho phần diện tích đất canh tác. AFA dẫn quan điểm của người dân vườn rau Lộc Hưng. Những người có tài sản là nhà cửa và vườn cây bị cưỡng chế tịch thu năm 2019 khẳng định họ có căn cứ pháp lý xác định khu đất vườn rau thuộc quyền sở hữu của họ từ xa xưa đến nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cố tình không cấp quyền sử dụng đất cho dân với mục đích cướp hơn 5 hectare đất. AFA dẫn lời ông Cao Hà Trực, một trong những cư dân thuộc gia đình có nhiều đời sinh sống ở vườn rau Lộc Hưng từ năm 1954, cho biết trong sáng ngày 13 tháng 11, có khoảng 30 người của chính quyền kéo đến nhà ông. Họ đưa dự thảo về khung hỗ trợ, nhưng thực tế là nhằm khủng bố tinh thần của ông, người đã hơn 90 tuổi. Hình ảnh, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin về dự án. Ông Trực, người đại diện cho một nhóm khoảng 80 người dân ở vườn rau Lộc Hưng nói, đa số họ không đồng ý với mức hỗ trợ mà chính quyền đưa ra và các dự án xây trường học chỉ là một trong những chiêu trò mà chính quyền địa phương dựng ra nhằm để biến đất tư thành đất công. Chính quyền đã nhiều lần toan tính để cướp của chúng tôi, đã đổi các dự án này ra dự án khác nhằm chiêu trò biến đất tư thành đất công. Năm 2019, họ đã đập phá nhà của chúng tôi một cách khốc liệt. Họ viện cớ vào gọi là xây dựng trái phép. Họ nói là họ không thu hồi, họ chỉ cưỡng chế đất xây dựng trái phép thôi. Đến ngày hôm nay, sau 4 năm 10 tháng đã trôi qua thì bắt đầu họ chơi trò mới. Họ tiếp tục dở ra cái trò là họ xây trường học. Họ nói rằng họ quyết liệt cho đến tháng 12 để họ làm cái dự án này. Hình ảnh nhà dân ở vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế đập phá năm 2019. Tương tự, AFA dẫn lời bà Trần Thị Thoa, một cư dân vườn rau Lộc Hưng từ năm 1954 cho biết, họ đưa một cái khung giá, họ áp đặt và họ bảo đưa xuống để cho mình phải chấp nhận khung giá đó. Rồi họ kèm theo những lời rằng nếu như không lấy thì họ sẽ sung vào công quỹ, không lấy thì sẽ mất. Họ lại tiếp tục dùng cái chiêu trò là dụ để lấy chữ ký. Theo em được biết thì có lẽ họ cần chữ ký để trình lên văn phòng chính phủ hoặc là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố để xin ra dự án thì đúng hơn là họ thực hiện dự án đó. Theo bà Thoa, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cần đối thoại trực tiếp với dân vườn rau Lộc Hưng để đi đến một thỏa hiệp với giá bồi thường hợp lý cho những người dân ở đây. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đã có 45 trên 124 trường hợp đồng thuận chủ trương thực hiện dự án với mức hỗ trợ 7.055.000 đồng một mét vuông từ năm 2019 và nhận tạm ứng hỗ trợ với số tiền là hơn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bà Thoa, số người đồng ý nhận mức tiền đền bù như trên chỉ vào khoảng 10 người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin sau 4 năm, chính quyền tăng hỗ trợ đất vườn rau Lộc Hưng thêm 4 triệu đồng một mét vuông. Chủ tịch nước đi thăm Mỹ và sự kỳ vọng vào việc đầu tư từ Mỹ sẽ cứu nền kinh tế Việt Nam. Ngày 12 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Võ Văn Thưởng nhằm củng cố cục diện đối ngoại hòa bình. Theo đó, AFA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho hay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC cùng các nhà lãnh đạo APEC
thảo luận những vấn đề hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học và đổi mới sáng tạo trong chuyến công tác Mỹ đầu tiên của ông Thưởng từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. AFA cho biết, Chủ tịch nước Việt Nam sang Mỹ lần này theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hình ảnh bản tin trên AFA. Giới lãnh đạo Việt Nam vốn hy vọng vào một giai đoạn phát triển không còn rào cản hoặc còn rất ít rào cản trong quan hệ Việt-Mỹ sau khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Họ hy vọng dòng vốn và công nghệ Mỹ cũng như phương Tây sẽ đổ vào Việt Nam. Tuy nhiên, việc tập đoàn công nghệ chip Intel tuyên bố không mở rộng đầu tư vào Việt Nam như một cú giáng làm tiêu tan hy vọng này. Mỹ là một quốc gia tự do kinh tế và pháp quyền. Vì vậy, chính phủ Mỹ chỉ có thể khuyến khích, thúc đẩy hướng đầu tư của doanh nghiệp thông qua các chính sách, chứ không thể chỉ đạo hay bắt ép doanh nghiệp đầu tư theo ý muốn của chính phủ. Do đó, dù có nâng cấp quan hệ ngoại giao, nhưng nếu Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư, thì dòng vốn từ Mỹ cũng sẽ không vào Việt Nam. Hình ảnh, Việt Nam rất kỳ vọng vào việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ sẽ giúp vực dậy nền kinh tế đang bên bờ vực. Giới lãnh đạo Việt Nam rất tự hào về việc Tổng thống Joe Biden thăm cấp nhà nước nhưng lại theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, điều mà trước đây chưa từng có. Lãnh đạo Việt Nam cho rằng chuyến thăm này như một lời cam kết của nước Mỹ do chính Tổng thống Mỹ đưa ra. Nước Mỹ triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị với Việt Nam, không can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Với Việt Nam, Mỹ và phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam chính là vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, nhân quyền là giá trị phổ quát mà phương Tây, đứng đầu là Mỹ, theo đuổi và bảo vệ. Cho nên, sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam, dù Mỹ có nương nhẹ về vấn đề nhân quyền, thì họ cũng sẽ không để mặc mà không lên án, không tạo sức ép nếu Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền. Bằng chứng là kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 27 vào ngày 1 tháng 11 vẫn tiếp tục diễn ra. Hình ảnh đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 27 mới diễn ra. Theo AFA, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Mỹ ngoài tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 tại San Francisco, bang California, ông Thưởng cũng còn dự các hoạt động song phương tại Mỹ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cũng cho biết ông Thưởng sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ hơn đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Đây là cách phát biểu chung chung, sáo rỗng của lãnh đạo Việt Nam, chứ không phải là những cam kết cụ thể để các nhà đầu tư có thể yên tâm đến Việt Nam. Các nhà đầu tư Mỹ và phương Tây có đến Việt Nam hay không phụ thuộc vào những vấn đề nội tại của Việt Nam, chứ không phụ thuộc quá nhiều vào quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ hay những lời mời gọi sáo rỗng của giới lãnh đạo. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển đất nước. AFA cho biết thêm, Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998 và là một trong số không nhiều các nền kinh tế hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Chủ tịch nước đi thăm Mỹ và sự kỳ vọng về việc đầu tư từ Mỹ sẽ cứu nền kinh tế Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.